Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ký quyết định số 1941 ban hành bộ chỉ số đánh giá xếp hạng cải cách hành chính đối với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cơ quan ngành dọc cấp tỉnh năm 2024. Theo đó, tiêu chí bộ chỉ số đánh giá xếp hạng cải cách hành chính được tập trung vào 8 nhóm nội dung gồm 1. Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, 2. Cải cách thể chế, 3. Cải cách thủ tục hành chính, 4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, 5. Cải cách công vụ, 6. Cải cách tài chính công, 7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, 8. Tác động của cải cách hành chính. Tổng số điểm tối đa cho 8 nhóm nội dung này là 100 điểm. Ở mỗi nhóm nội dung bao gồm nhiều tiêu chí cụ thể để các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cơ quan ngành dọc cấp tỉnh làm căn cứ để tự chấm điểm. Bộ chỉ số đánh giá xếp hạng cải cách hành chính năm 2024 là cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ đánh giá xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2024. Thời gian qua, Quảng Nam đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, không ít dự án gặp khó khăn trong việc hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng. Cụ thể, có 14 dự án bất động sản trên địa bàn đã hoàn thành xây dựng hạ tầng nhưng vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do những vướng mắc liên quan đến việc xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư. Trước thực tế đó, ngày 21 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng đã đưa ra yêu cầu quan trọng đối với việc giải quyết hồ sơ tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Nam Hưng, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư dự án và xử lý thủ tục tách thửa, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng tại 14 dự án nhà ở. Trong đó đặc biệt lưu ý là tỷ lệ tối đa diện tích đất không vượt quá 90% tùy theo từng dự án cụ thể. Theo số liệu của chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa cập nhật, tỉnh đứng vị trí 21/63, đạt 80,1 điểm, xếp loại tốt, bình quân cả nước là 75,5 điểm. Cụ thể, các chỉ số có điểm đạt như sau: chỉ số công khai minh bạch đạt 13,2/18 điểm, chỉ số tiến độ giải quyết 18,4/20 điểm, chỉ số dịch vụ công trực tuyến đạt 7,7/12 điểm, chỉ số thanh toán trực tuyến đạt 7,6/10 điểm, chỉ số mức độ hài lòng tỉnh đạt 17,6/18 điểm, chỉ số hóa hồ sơ đạt 15,6/22 điểm. Số liệu chi tiết cập nhật mới nhất cho thấy Sở Công Thương tiếp tục dẫn đầu bảng tổng điểm phân loại xếp hạng sở ban ngành cấp tỉnh năm 2024, xếp loại xuất sắc.